Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì hôm nay giọng mình khản quá do nói nhiều, cộng với chắc là do thời tiết thay đổi nên là giọng rất là kém luôn. Rất tương đối là mệt, đâm ra các bạn thông cảm cho mình. Sắp tới mình chắc cũng sẽ ra ít clip hơn bởi vì giọng của mình dạo này có vẻ như không được tốt lắm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái web trước mặt các bạn đây, là có rất nhiều bạn hỏi. Thì cái web này nó được gọi là Mining Pool nhưng mình nghĩ chắc không phải đâu. Earn up to 30.000 Satoshi per day for free cả. Nghĩa kiếm 30.000 Satoshi trong một ngày cho với free. Thì chúng ta đi luôn vào xem web như nào nhé. Trước tiên thì muốn xem web như nào, mình sẽ quay lại web này một tí. Thì web này hiện tại thì nó đang bơm Binance vào rồi, anh em chơi thoải mái đi. Ở chỗ đoạn trong kênh của mình thì đây, mình sẽ quay lại kênh của mình. Thì đợt trước mình có nói với các bạn rằng là không nên anh em nhường nhau mà chơi vì nó hết Binance, nhưng mà không ngờ thì đợt này nó lại bơm vào, hàng bơm rất là đều tay, đâm ra đâu nhỉ? À đây, link của web mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới nhé. Đây, link web đây. Thì hàng bơm tương đối là đều tay. Bây giờ Binance nó bơm vào tất cả cái ấy rồi. Mình không hiểu tại sao nó bơm rất nhiều Binance vào đây. Chắc là web này nó được cái gì đấy mà nó bơm. Thường thì những cái web như thế này nó sẽ cho chết luôn. Có nghĩa là khi nó hết Binance rồi thì nó cho chết luôn và ra web mới. Nhưng mà không hiểu sao thằng này nó lại bơm Binance về. Thì chứng tỏ web này tương đối là tốt. Nếu bạn nào mà xem clip này rồi mà xem cái này rồi thì link web đấy nhá. Hoặc là cái web này mình để rất nhiều link rồi, bởi vì có rất nhiều web giống như thế này để ấy cho các bạn. Thì các bạn thể nhìn thấy đây là nó đã bơm Binance vào rồi. Ok. Ấn cái đó. Đây, withdraw fund luôn. Nhìn này, overview. Đấy. Nó bơm rất nhiều Binance này, anh em vào chơi thoải mái luôn. ETH 96 Satoshi just now này. Đấy. Nhanh chưa? Thoải mái luôn. Đêm nay anh em cứ vào chơi, bây giờ mình sẽ quay lại web kia thì mình sẽ lấy đấy nhá. Lấy địa chỉ ví đã. Forecast bây giờ gần như là rất là đơ luôn. Vì các bạn biết đấy, nhiều anh em chơi quá, Việt Nam bây giờ chơi cũng tương đối nhiều và tương đối, nói chung là ngày xưa ấy rất ít người chơi luôn, mà bây giờ trong khi đó giờ rất nhiều người chơi rồi, kiếm rất nhiều, không chỉ có ở Việt Nam đâu mà tất cả các nơi trên thế giới nữa cơ. Đấy, bạn nhìn loát mãi mới được. Đây, mình loát cái địa chỉ ví Bitcoin để mình lấy cái địa chỉ ví Bitcoin vào cho các bạn xem ở web kia. Đây, cái web này đầu tiên thì nó chọn mã pin này. Enter đi, start này. Đấy. For free thì các bạn làm theo hướng dẫn của nó. Đây là loát này, mình muốn lấy cái địa chỉ ví Bitcoin vào đây. Đây. Đấy. Xong các bạn nhập cho cái mã pin. Cái mã pin này dùng để gọi dạng bảo mật thôi. Làm như mình. Ok, start. Thì sau đó nó sẽ vào. Thì khi vào bên trong, mình sẽ cho các bạn xem nó có gì nhé. Mạng rất là kém vì dạo này World Cup, đến mùa World Cup rồi, đâm ra anh em xem mạng kém. Các bạn cá độ cũng nhiều, trên mạng cũng nhiều. Mạng của mình nó kém đi. Mặc dù wifi tốc độ rất là tốt luôn. Nó có một cái web thôi mà nó loát kinh khủng luôn. Tầm này làm, nếu mình chờ đến tầm đêm làm thì ngon hơn. Ok các bạn nhìn này, mình có đăng ký rồi thì đây nó tự động đào, hoàn toàn tự động. Đầu tiên nó sẽ cho bạn cái này. Đấy. Thì đây là info my free wallet access, là địa chỉ của bạn, email. Đây, bạn muốn update email thì ở đây đánh email vào để update cho nó ngon nghẻ đi. Lấy email vào cho nó ngon nè. Ví này gửi cho bạn bè. Đây, Bitmail. Đây là các bạn có thể nhìn thấy đây. Các basic nghĩa các cửa có bèo. Đây là những người 3 phút trước, 2 phút trước bay biết các kiểu. View more bèo. Đây, free, basic, free. Thì nó
ấn vào grid door xem nhá. Thì vì cái chỗ đoạn này này, ghi này. Basic này, cái gói basic, gói free. Để xem nào, plan, kế hoạch, asset, địa chỉ, Bitcoin đây. Đây đây, free, các bạn nhìn này, đấy, để mình ấn vào grid door xem. Đấy. À, cái min của nó là 0.06, tương đối là cao đây, 0.06 ở đây. Tương đối là cao luôn, thì đến cái thời điểm này mình cũng chưa biết rằng là nó có được hay không. Nhưng mà để giới thiệu cho anh em thì link mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới để cho các bạn vào đăng ký như kiểu như của mình ấy. Thì hiện tại các bạn có thể nhìn thấy đây. Free này, để mình xem thằng free này. Đây 0.01, cái đây 3 tiếng trước, đây nó 0.01. Để xem thằng tiếp free tiếp này. 0.01, 16 tiếng trước. Thì như này là nó vào đi. Time sorry, time bay out. Thanh toán, just Bitcoin mining plan. No. CPU, first money, top technology. Đây là do 10 kiếm được. Sao ở chỗ này, này min của nó là 0.06 mà ghi rõ này, BTC. Mình đang hiện tại có 0.487 này. 6 năm đây. Thằng kia nó là không cái free này này. Free đâu? Đây. À ôi tận 0.01 cơ. À không phải standard 0.01. Đây cái thằng này này 0.01 nó rút được rồi. Thì mình nghĩ rằng là nó nói là 0.06 thôi, nhưng mà chắc là 0.01 được rồi. Vì cái my plan này nó free này, miễn phí hoàn toàn này, free này. Đấy. Thì cũng thấy là cái hiện tượng free có thể rút được. Thì anh em có thể test thử xong, mình sẽ để phần mô tả bên dưới để cho các bạn vào làm như vừa rồi để đăng ký xem đủ free xem. Này còn ở phần này thì có up, có nghĩa là các bạn muốn đầu tư vào đây, nhưng mà mình nghĩ rằng là không nên đầu tư. Nhưng anh em có thể suy nghĩ, nhưng mà mấy cái gói đầu tư này cao vãi trưởng luôn. Nhìn này 0.01 rớt này, đấy 0.02 này, 0.2 này, 0.05 BTC, 0.509. Nói chung là nó à đây, ấn vào đây xem. Đây, có cái gói thấp nhất là 0.01. Vẫn cao lắm. Giá của nó boilers 12% basic này, standard này. Mấy gói này rất là mấy Bentum 0.01 basic. Cái basic nhất là cũng không phải 0.01 rồi. Giá vãi trưởng luôn. Nói chung là rất là cao. Cái loại này là nó đang có khuyến mại nhiều lên giảm giá này, không special luôn, đặc biệt luôn. Nói chung là các bạn không nên đầu tư ở cái này vì cái min đầu tư basic này, bạn nhìn này, cao thật. Nhưng mà mặc dù cái cho 0.04 là 44.000 satoshi một ngày cũng không phải là quá cao cho cái việc 44.000 satoshi một ngày. Ví dụ như là mình trước đây mình có giới thiệu một cái web này. Web nó cổ rồi, là một dạng gái già rồi, gái già lâu năm rồi. Nhưng mà mình cũng được 50.000 satoshi một lần đấy và mình bay phát ra luôn đây. Độ an toàn của web này được check đến 70% luôn. Có nghĩa là khi đang check web thì nó độ an toàn nó đến 70% thôi, mà mình vào cái web này thì mình vào khoảng độ 150.000 satoshi thì ngày hôm sau mình có thêm 50.000 satoshi luôn, có nghĩa lãi luôn 50.000 satoshi. Mà trong khi đó cái thằng nào, thằng này này, nó có 44.000 satoshi thôi. Nếu mà bạn vào 0.01 mà lúc đấy mình vào có 0.01 này là tương đương với lại đây này 1 triệu nhé, 1 triệu 0.01 là 1 triệu satoshi đấy, là tương đương với 100 đô ấy, hơn 100 đô. Bây giờ 60 đô không phải 100 đô, 60 đô. Thì mình lúc đấy mình là vào 150.000 satoshi thì tương đương với lại 10 đô. Thì lúc đấy mình đã nhân lên 12% chứ các kiểu mà nó lên không biết giá Bitcoin bao nhiêu, 46 bao nhiêu nhỉ? Ôi, các bạn tính hộ 46 bao nhiêu, dạo này đầu kém quá không biết 46 bao nhiêu luôn. Thì lời khuyên của mình là nếu các bạn hỏi thì cứ free mà chơi. Này, không cần phải update cho plan làm gì cho, vì cái plan này nó cao lắm. Cộng với đây này, nếu các bạn có thể liều thì có thể vào web này hôm mình thử vẫn ngon. Các bạn có thể vào gói min thấp nhất. Đây lúc mình vào gói min thấp nhất cho các bạn xem này. Đây mình loát này. Đây này. 150.000 satoshi, 153
153.000 Satoshi thì mình bay bằng blockchain đây, tương đương với 10 đô thời hiện tại, nó tính rất là sát với giá ở thời điểm hiện tại đấy, giá Bitcoin thời điểm hiện tại đấy, lãi suất 125% sau một ngày luôn. Nếu mà các bạn liều thì liều ở web này ngon hơn là so với việc các bạn liều ở cái web này luôn. Thì cái web này mình nghĩ rằng là các bạn cứ đăng ký free, chờ xem mình sẽ update cùng các bạn xem là nó có được hay không. Thì mình sẽ để sau này mình sẽ update như kiểu rút được hay không, mình sẽ update ở những cái clip sau để anh em xem. Thì anh em có đăng ký xong rồi vứt đấy, chờ khi nào các bạn xem được clip mới của mình bảo là à ok web rút được rồi ba la thì anh em lại quay lại web rút thôi. Đó, đây này free này, hai thằng này cái 8 giờ địa chỉ đây. Đếch hiểu sao luôn, sao nó lại sao thằng nào free cũng là 0.01 thì rút thế nhỉ, hay là nó đăng ký gói free nhỉ, không phải gói basic của nó đây này, thằng này nó ra gói basic của nó là 800.000 Satoshi, nhưng mà sao mấy thằng free này nó toàn ra 1.000 tròn khe. À đây, mấy thằng free ra này ra 0.06 này, đây nó phải free ra 0.07 0.06 này, nghe vẻ hợp lý. Đây này, free ra này, đấy đúng rồi thanh toán này. À, basic không nói, đây các bạn nhìn này, hàng loạt những thanh niên free ra tiền này, đấy đây các bạn cái gói free của nó này ra được thì anh em có thể thử, không sao cả, dù sao cũng không mất cái gì cả, không mất cái gì đâu. My friend different bay không visit này thăm rồi, different này rồi bỏ qua đấy, chỉ cần thế thôi, anh em cứ thử thoải mái đi. Đây mấy thằng free nó ra được này, thì không biết là đến lượt bạn thì nó có ra được hay không, nhưng mà thôi thì web thì nó chạy nó để cho bạn, cho các bạn xem web nó ra được bao lâu. Mình quên chưa nhìn để xem anh em còn có thể xem nó là gái già hay gái trẻ. À, 76 ngày thì cũng già rồi, hàng tã rồi, hàng này hàng tã rồi. À đúng rồi, mình có nhìn thấy web này lâu rồi nhưng mà lại đích quên mất nó. Đúng rồi, mình nhìn thấy web lâu rồi nhưng mà quên mất nó đấy. Thôi được rồi, không sao. Mặc dù gái nó có hơi đứng tuổi một tí nhưng anh em chơi hàng miễn phí thì cứ chơi thoải mái, không sao cả. Bạn nào chưa ấn subscribe kênh YouTube của mình thì có thể ấn subscribe kênh YouTube của mình. Hôm nay mình nói ít quá thôi vì giọng mình dạo này kém quá thôi mà tương đối là mệt đấy, nên là tất cả các bạn có thể thông cảm cho mình nhé. Ok, link web mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới. Cảm ơn bạn.